Tì đời tì hồ rê bà đê yà hoa Tết Nguyên Đán Tân Sửu, đà rù bò xò ra tu đoà bà xa. Xì không khí ngạ Việt, ta chợ ba lê chợ bác ái. Độ nghiêm túc, lù hồ rê ngạ Việt lo ở cổ thụ. Mặc dù ở quê ama, nào ngạ chợ thủ tục hành chính bù lù đời ổ. Hà dự cán bộ công chức ta ba lê vẫn mua bộ mặt ta dự giờ. Phục vụ ga Aoyama si tinh thần là ghê, thân thiện. Thì đời ti hù rê bà đê yà hoa Tết Nguyên Đán Tân Sửu, đoà rù bò xò ra tu đoà bà xa, cúng lưu cán bộ công chức ta ba lê phước thắng, ai hạ quốc huy, nào ta cơ quan, ngạ việc, si tinh thần phấn khởi. Ai pi năng thị hồng, độ ta thôn trà đung, bà lời phước thắng, nào ta bà lời, chứng thực a à, mù nó ngạ vạ ta a gà là gà. Ai phấn khởi, mù cán bộ, bà lời tiếp đón là ghê, giải quyết vô ra. Mù ca giờ, lo blue food, thì ai mù chứng thực xong bà à. Nên là thủ bà râu, đêm, cùng mà bà xa này, bước đăng cán bộ ra mấy xong rồi. Sang đêm ngã ba ra đêm mà không chứng ba ra ngã lặng thì cảm ơn đang công bố nữa làm mày ngã thì rất cảm ơn đã giải quyết cả thế rất là nhanh gọn. Gà ngã nghiêm túc chỉ thị Luma Blu Ti Du Mu là gà ủy gia lạ Mu Hu Rơi ở cổ thụ Tân Sử Tòa Rù Bò Xô Ra Tu Tòa Blu Sa Ủy ban Nhân dân và lời phước thắng Mu tổ chức cuộc họp quán triệt toàn cán bộ công chức ngạ là ghê giờ ngạ việc tạo điều kiện là ghê ga Aoyama nào giải quyết hồ sơ các si ngạ lưu nhiệm vụ trọng tâm khen ngạ dài lạc thời gian hà vi ngay từ khi kỳ nghỉ Tết kết thúc với trách nhiệm của những người cán bộ công chức thì chúng tôi... ngày mù hure và đây là qua Tết Abi si trách nhiệm mù cán bộ công chức thì Kamin cũng ngạ dở giờ giải quyết thủ tục hành chính ga Aoyama gia lạ và lời giờ là chứng thực trợ loại giấy tờ ngạ dở thủ tục các si hồ sơ gà dở Aoyama là ngạ bọc a ta cũng như dở loại thủ tục hành chính tờ giờ khai sinh kết hôn ga Aoyama ngày mùa a cổ thụ ngạ nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính Kamin ý thức giờ giải quyết thủ tục hành chính ga Aoyama Sakatra các si góp phần ngạ gà kinh tế xã hội ta ba lời hô rơi càng phát triển ngạ khí thế thi đua là ghê ta cán bộ công chức ta ba lời phước thắng vậy là lu hô rơi a cổ thụ ba rò dạ giờ nhà ngay mù vô ngạ lo ta a cổ thụ ba rò mặc dù Aoyama nào ngạ dỡ thủ tục hành chính bu lu ồ nhà dỡ ta mà nuôi cán bộ công chức và lời phước thắng phục vụ si tinh thần là ghê cởi mở giải quyết ra saga nhà cán bộ công chức độ ngạ dỡ công tác phòng chống dịch covid saplus salapa dỡ si khuyến cáo mô bộ y tế buộc khởi ngạ nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính ngày mùa cổ thụ cán bộ công chức và lời phước thắng cũng quyết tâm ngạ đoa nhiệm vụ là ghê nha là giữa cấp giữa ngành phòng chống dịch covid saplus salapa các si yao pato Aoyama thi đua ngạ tama hore ako thụ ngay từ ako thụ thì ada cũng xác định bỏ ngạ rồi là cũng bỏ bù đầy đủ mà ta rồi là bỏ mỡ nội dung quan trọng đầu năm để ở đây là tổ tiếp ngã bộ là họ là bưng xác định là bộ ngã này là ngã ga Aoyama ga dân ga ở đây mà mẹ và ba lê là khi ra mẹ có cái nhu cầu công việc cần cả mình tập trung chỉ đạo ở đây gọi là ngã nhiều xa gọi là gì ngay từ cổ thụ và hơn nữa là thuốc này là dịch gọi là dịch bệnh hay gọi là đại dịch covid mặc dù là đi ta xa nghe là buộc phát hiện rõ nhưng với tinh thần là thực hiện cái
Sura bao ram lo ha yêu chỉ thị rồi các bạn ban chỉ đạo của ban huyện thì là cả mình cũng mạnh dạn hay khởi là quan triệt đến toàn thể cán bộ công chức gây thầu và thực hiện rồi là tuyên truyền rộng rãi tờ Obama để Obama thầu hay là phòng chống dịch bệnh bù về nhiều dịch bệnh nhiều xảy ra một đợt xa là ghê họ. Không khí ngạ việc là ghê, phấn khởi, các si nghiêm túc, cũng mu ta và lời phước đại là gần bền bác ái, mặc dù số lượng ở Weama nào giải quyết công việc bu lưu ổ, nhà cán bộ công chức và lời vẫn độ nào dự giờ tiếp nhận công văn, nghiên cứu văn bản, kiểm tra các si ngạ danh sách lao động năng ạ. Khen chủ động công tác phòng chống dịch COVID Saplup Salapa, đặc biệt là ngạ xa giá đã lưu nhiệm vụ là ghê giờ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống hạn gà chống apui bọc kè, công tác giao quân. Nghe tờ sự thụ bà rào thì ủy ban xã cũng đã triển khai cho ADI cán bộ xã thực hiện là ghê các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi là công tác tuyên truyền cho Obama, nhất là sự dịch sự COVID-19 này để Obama là nắm rõ hiểu những nội dung mà các văn bản của trên là hướng dẫn, không sự tụ tập ô đám cưới ô rồi bị thi tao ô, rồi cái thứ hai nữa là tuyên truyền cho Obama là nhất là sự phát đạn này. Phát đạn này là thì đã phát đạn cũng lo rồi. Để mà tuyên truyền cho Obama là năm trước khi nó tuyên truyền thì dù bác cao kè bác tâm đục hộ. Nếu bác đục hộ sẽ gây sự là khẽ kè. Cho nên là rồi là tuyên truyền cho Obama, Obama cũng chấp hành là ghê. Còn nhiệm vụ tiếp theo là liên quan tới chỗ giải quyết các sự Obama liên hệ công việc tại xã thì cũng đã triển khai cho sự cán bộ rồi nhất cán bộ công chức rồi các bộ phận chuyên môn á giải quyết thủ tục hồ sơ gặp Obama đó phải nhanh chóng kịp thời, nếu Obama mà không hiểu ó thì Obama phải hướng dẫn Obama tận tình để Obama giải quyết thủ tục nhanh gọn, tránh trường hợp là Obama nao mè nhiều lần gây phiền hà cho Obama. Cho nên là bộ phận một cửa cũng đã chủ động rồi triển khai đến từng bộ phận chuyên môn, thì trong rồi anh em cũng thực hiện là ghê nhất là thủ phòng này để thống nhất rồi thực hiện là ghê nhất là sự huyện giao chỉ tiêu cho xã để mà thực hiện để mà đặt chỉ tiêu năm 2021 này đặt cao, thì cái không khí thi đua sôi nổi được huyện triển khai và quán triệt đến tổng toàn thể. Không khí thi đua là ghê, cúng mu là gan bền bác ái, ngạ là ghê giữa đoàn thể, cán bộ, công chức, giữa ba lời, mu và lạ họp ở cổ thụ. Cả mình cũng ngạ, vra giữa si tinh thần chỉ đạo mu chính phủ, mu là gan ngay mu ở cổ thụ là yêu cầu giữa tổ kỷ luật, kỷ cương hành chính, ya, giám sát, nhắc nhở cán bộ công chức mặt tăng anh ngay mua tầm ma bra ngạ gà giúp nhiệm vụ là ghê ngay mua ở cổ thụ giờ phòng chống dịch COVID Saplup Salapa, chuẩn bị gà kỳ bầu cử đại biểu quốc hội các si hội đồng nhân dân giữa cấp tờ tì hà là gan ben ngạ gà Aweama Yaro Kayopla vu ở cổ thụ phòng chống dịch bệnh ta Kayopla Anaro ngạ là ghê dỡ công tác phòng chống ở quê bọc ca. Chuẩn bị là ghê dỡ công tác giao quân. Si tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, không khí ngạ vạ là ghê, thân thiện, hiệu quả, dạ lạ lưu hù rơi ở cổ thụ, si tạo ca gia động lực, và rau gà cán bộ, công chức là gàn bền trợ bác ái, tama, a cổ thụ pa rò, tân sử, đoà rò bò, sò rà túc, đoà plúc xa, xì khí thế pa rò.